Kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị khán giả theo dõi chương trình Thời sự trưa thứ 6, ngày 15 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình Thời sự trưa nay có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Ngân Sơn tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt. Phụ nữ thị trấn Phù Thông học tập và làm theo Bác qua mô hình tiết kiệm. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, hôm qua, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Phương Thị Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Bắc Cạn làm trưởng đoàn đã làm việc với huyện Nari về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý sử dụng tinh giảm biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Sau khi sắp xếp, huyện Nari hiện có 11 cơ quan chuyên môn và 17 xã thị trấn, giảm 2 phòng chuyên môn thực hiện sáp nhập các trường tiểu học và trung học cơ sở có số học sinh dưới 120. Huyện giảm được một trường, thực hiện tinh giản biên chế từ năm 2017 đến nay đã giải quyết được 42 trường hợp. Sau khi tinh gọn sắp xếp, số người hoạt động không chuyên trách cấp xã của huyện Nari từ 308 người giảm xuống còn 170 người. Số người hoạt động không chuyên trách cấp thôn từ 2.741 người xuống còn 658 người. Huyện phản ánh với đoàn giám sát về việc bãi bỏ và chuyển chức năng của phòng y tế về cơ quan văn phòng, phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ, chế độ chính sách đối với người nghỉ việc thuộc diện tinh giản biên chế chưa phù hợp đối với cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi còn dưới 2 năm công tác. Vì khi nghỉ theo diện tinh giản biên chế không được hưởng chế độ chính sách nào ngoài chế độ hưu trí. Một số phó trưởng công an xã, công an viên đã có thời gian công tác khi nghỉ việc chưa đủ 15 năm do sắp xếp kiện toàn nên phải nghỉ, chưa đủ điều kiện được thanh toán trợ cấp một lần theo Nghị định 73/2009 NĐ-CP, đề nghị có cơ chế riêng hỗ trợ đối với các đối tượng chưa đủ 15 năm công tác. Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị, thời gian tới huyện Nari cần rà soát lại vị trí việc làm để điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, công tác quản lý sử dụng biên chế ở một số đơn vị chưa phù hợp với chuyên môn và chức năng nhiệm vụ. Tiếp tục rà soát lại số lượng biên chế để sử dụng có hiệu quả hơn, tinh giản biên chế nhưng phải đảm bảo quyền lợi của người bị tác động, linh hoạt nhưng phải đảm bảo đúng pháp luật. Ban Thường vụ Huyện ủy Ngân Sơn vừa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện triển khai lấy phiếu giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra, nhân sự chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy diện tái cử nhiệm kỳ 2020-2025, nhân sự Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện diện tái cử nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận, xem xét và tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự diện tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gồm 21 đồng chí, Ban Thường vụ 8 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra 3 đồng chí, nhân sự Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy diện tái cử nhiệm kỳ 2020-2025, nhân sự Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện diện tái cử nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí được giới thiệu tái cử đều đạt trên 90% số phiếu tín nhiệm. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020. Thời gian tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 có thể kéo dài đến chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn ngày 28 tháng 8. Các địa phương tuyên truyền phổ biến rộng rãi nội dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường trong điều kiện đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định của chính phủ về an toàn và phòng chống dịch bệnh COVID-19, tổ chức các chiến dịch truyền thông trực tuyến trên các trang mạng xã hội, trang web của các tổ chức chính trị xã hội, các trường học tại địa phương nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh. Đối với các trường học, có thể lồng ghép hoạt động giáo dục tuyên truyền về các nội dung trên vào các bài giảng của giáo viên trong tiết học theo hình thức trực tuyến. Được biết đến nay, tỷ lệ dân số nông thôn của tỉnh được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 97%. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh mới đạt 70%. Tỷ lệ hộ nghèo có nhà tiêu hợp vệ sinh chỉ đạt 40%. Tỉnh Bắc Cạn đặt mục tiêu hết năm nay, toàn tỉnh có 30 xã đạt tiêu chí vệ sinh toàn xã theo chương trình nông thôn mới. Tỉnh lộ 258B là tuyến đường huyết mạch từ huyện Ba Bể đến huyện Bắc Nạm. Sau một thời gian xuống cấp, hư hỏng nặng, đến nay mặt đường đã được sửa chữa xong, các phương tiện di chuyển đã thuận lợi hơn. Thời điểm này các đơn vị thi công đang sửa chữa hoàn thiện một số hạng mục còn lại.
Trên tuyến, các nhà thầu đang khẩn trương thi công một số đập tràn khi mùa mưa lũ đang đến gần. Lề đường và mương thoát nước ở một số vị trí cũng đang được thi công hoàn chỉnh. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, hiện đơn vị thi công đang nỗ lực hoàn thành sớm nhất các hạng mục. Tỉnh lộ 258B có tổng chiều dài hơn 26 km, vừa qua đã được đầu tư hơn 470 tỷ đồng để nâng cấp. Quy mô thiết kế tuyến đường là cấp 4 và cấp 6 miền núi. Một số đoạn sửa chữa bù vênh và láng lại mặt đường cũ. Tuyến đường này sau khi được cải tạo, nâng cấp sẽ giúp người dân đi lại dễ dàng hơn, tạo động lực để phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị khán giả, với phương châm học tập và làm theo Bác từ chính những việc nhỏ bé, giản dị trong đời sống hàng ngày, thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phổ Thông, huyện Bạch Thông đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Một trong những việc mà chị em làm theo hiệu quả là triển khai mô hình tiết kiệm tài chính giúp nhau xóa đói, giảm nghèo. Mô hình tiết kiệm tài chính được Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phổ Thông thực hiện hơn 3 năm trở lại đây. Ban đầu chỉ triển khai tại phố đầu cầu thị trấn Phổ Thông với 10 thành viên tham gia. Đến nay đã phát triển lên 6 nhóm với trên 200 hội viên tham gia. Theo đó, cứ vào một thời gian quy định, hội viên tham gia nhóm gửi tiết kiệm vào quỹ theo tuần, 2 tuần hoặc hàng tháng. Nói chung là nếu mà ấy thì là phải là cái niềm tin. Mọi người đóng góp tiền vào thì nó có cả tự quản, cả tổ tự quản luôn. Chứ cũng không phải riêng gì ai thì có bầu ra tổ trưởng. Còn 3 người thì sẽ là cầm chìa khóa của cái hòm kia và tất cả các sổ sách thì sẽ được cất vào hòm. À, 3 người cầm chìa khóa riêng. Thế thì đến 8 giờ tối chủ nhật hàng tuần là chị em tự đến. À, ai mà cả tuần đấy kiếm được nhiều thì sẽ góp nhiều, là tối đa là 5 cổ phần là bằng tương đương là 250.000. Là một cổ phần là 50.000, còn tối thiểu là 50.000. Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững. Hội Phụ nữ thị trấn Phổ Thông đã xây dựng quỹ tiết kiệm tại chỗ nhằm mục tiêu xây dựng nguồn vốn để hỗ trợ chị em giải quyết những khó khăn trước mắt, khuyến khích chị em tạo thói quen tiết kiệm từ những khoản tiền nhỏ, tạo lập nguồn vốn để đầu tư cho sản xuất hoặc tiêu dùng khi cần thiết. Mô hình thiết thực, vì vậy không ai bảo ai, nhiều chị em đã chủ động tăng số tiền góp quỹ tiết kiệm so với ban đầu. Nếu năm 2017, tổng nguồn quỹ tiết kiệm mới chỉ vài chục triệu, thì đến nay nguồn quỹ tiết kiệm mỗi năm đạt hàng trăm triệu đồng. Nguồn quỹ tiết kiệm được phát huy hiệu quả bằng việc hỗ trợ cho các thành viên vay để phát triển sản xuất, kinh doanh khi có nhu cầu đề xuất. Tôi thấy nó cũng hay, tại vì là nó giúp cho chị em là giải quyết được cũng khá nhiều việc. Ví dụ như là dù rằng nó cũng rất là nhỏ thôi, 5 triệu, 4-5 triệu thôi, nhưng mà nó cũng giải quyết cho những chị em người ta khi cần thiết để mà sử dụng đến những cái mục đích. Ví dụ như là cần giả cái thứ nọ, rồi là mua cái thứ kia, mua cái gì cho con, hoặc là nộp tiền học cho con chẳng hạn. Để đảm bảo mô hình tiết kiệm phát huy hiệu quả tích cực, các chi hội phụ nữ ở thị trấn Phổ Thông thường xuyên được tổ chức tập huấn về kỹ năng quản lý và sử dụng vốn vay, cách theo dõi và ghi chép sổ sách, phân công trách nhiệm cho từng thành viên theo dõi, kiểm tra thu hồi vốn. Cũng chính từ sự công khai minh bạch, từng hội viên trong chi hội đã tích cực hưởng ứng hoạt động này. Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ấy, thì đối với hội phụ nữ thị trấn thì trong thời gian qua thì thứ nhất là trong thời gian qua là chúng tôi đã thực hiện thành lập được 16 nhóm tiết kiệm. Lúc đầu các chị em chưa hiểu cũng gặp một số khó khăn, nhưng mà sau đấy khi mà chúng tôi cũng tuyên truyền vận động thì các chị em khi mà đi hiểu rõ thì là lại thấy rất là thích thú. Vâng, số tiền mà tiết kiệm được thì là cho lần lượt các chị em ở trong chi hội. Trước hết là giúp cho các chị em nghèo và các chị em gặp khó khăn vay với lãi suất thấp hoặc là không tính lãi. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phổ Thông là một trong những đơn vị đi đầu thực hành tiết kiệm, giúp nhau xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Bạch Thông. Họ đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Từ hôm nay đến ngày 14 tháng 6, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Cạn sẽ ra quân tổng kiểm soát, xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội. Theo đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh sẽ bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, tập trung kiểm soát các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên quốc lộ 3, 3B, quốc lộ 279, đường Hồ Chí Minh, đường BOT Thái Nguyên, Chợ Mới và các tuyến đường đô thị liên tỉnh, liên huyện, liên xã. Lực lượng chức năng sẽ tập trung vào ô tô kinh doanh vận tải hành khách, ô tô vận tải container, ô tô con và mô tô. Cảnh sát giao thông được dừng các phương tiện để tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, làn đường, phần đường, tránh vượt, vi phạm quy định về mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, điều khiển xe thành đoàn.
Vừa rồi là những thông tin thời sự trong tỉnh và ngay sau đây là phần tin trong nước và quốc tế của chương trình thời sự trưa nay.